Thưa quý vị, những ngày vừa qua, tình trạng nông sản được mùa nhưng mất giá và bí đầu ra đã làm nông dân nhiều tỉnh thành lao đao, rơi vào ngõ cụt. Nhiều giọt nước mắt đã rơi vì nỗi lo thất thu tồn đọng. Trước tình hình đó, các nguồn lực xã hội từ các cá nhân, tổ chức, đơn vị phân phối, bán lẻ, thậm chí là các phương tiện vận tải đã chủ động lên kế hoạch giúp đỡ nông dân. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hình thức hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm đã nhanh chóng được bắt tay thực hiện. Nhà hàng Nàng Gánh tại thành phố Hồ Chí Minh là một trong những điểm tiêu thụ hành tím nghĩa tình. Hành được lấy từ nông dân bán 10.000 đồng một ký, tức chỉ bằng hơn một nửa so với giá thị trường. Và khách đặt mua sẽ được giao hàng tận nơi miễn phí. Ngay khi vận động trên website và Facebook, nhà hàng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng và đơn vị hợp tác vận chuyển. Hiện nay đây đã có khoảng 300 đơn đặt hàng với khối lượng khoảng 17 tấn. Trang cá nhân của tôi có 156 đơn đặt hàng với 9 tấn hành. Còn bên trang mà trang cộng đồng, trang bán hàng của tôi là có 111 đơn hàng với 2 tấn rưỡi hành. Và chưa kể những cái đơn hàng bên Đại học Hoa Sen là một đối tác của tôi. Thì ngoài những cái đơn hàng đó nhận được hỗ trợ rất nhiều. Ví dụ như Grab Taxi, họ hỗ trợ bằng cách là giao hàng miễn phí cho đơn hàng từ 10 ký trở lên. Và những cái anh chị khác có cái lòng hảo tâm, họ không lấy hành, họ chỉ ủng hộ tiền để chúng tôi có thêm chi phí mà hoạt động. Các nhà phân phối và bán lẻ đã tích cực sử dụng vai trò của mình để giải cứu nông sản, từ việc thu mua giá cao hơn thương lái cho đến đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Copmark cho biết tại thị trường miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có thể tiêu thụ giúp nông dân 200.000 tấn nông sản mỗi tuần, chủ yếu là nông sản các tỉnh miền Trung và miền Tây. Đến giờ phút này thì chúng tôi cũng cung ứng ra cái lượng hàng dưa hấu của miền Trung và đặc biệt là dưa từ Phú Yên cho đến hơn 10 siêu thị ở trong khu vực miền Trung, và hiện nay thì tiếp tục đưa hàng về thành phố Hồ Chí Minh để nhờ bà con thành phố Hồ Chí Minh giúp thêm cho cái đầu ra cho dưa hấu ở khu vực miền Trung. Ngoài các đơn vị kinh doanh thì một số đơn vị tổ chức xã hội cũng vào cuộc bằng sức lực của mình để tích tiểu thành đại, như trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đưa giáo viên, phụ huynh và học sinh đến Sóc Trăng để vừa giáo dục vừa thu mua hỗ trợ cho bà con nông dân 2 tấn hành. Em xuống trải nghiệm được cái cuộc sống vất vả của người nông dân. Thứ hai là cũng để giúp bà con nông dân tiêu thụ một số cái hành khi mà bà con nông dân rất là dư thừa hành, ế thừa hành ở đây đấy. Thì cái nỗi khổ của nông dân là hàng không bán được. Thì tiền nợ ngân hàng, phân do tất cả mọi thứ đó rất là khó khăn. Và chắc chắn nếu cái số hành đó mà ế thừa thì cái vụ tới người ta cũng không phát triển được. Thì xuất phát từ đó mà chúng tôi rất muốn là đồng hành cùng người nông dân. Mới đây nhất thì Đường sắt Việt Nam cũng đã có quyết định giúp nông dân vận chuyển miễn phí hành tím nếu có nhu cầu. Ở các tỉnh phía Nam thì ga Sóng Thần Bình Dương là nơi thực hiện điều này trong tuần tới. Có thể thấy với nhiều nguồn lực cùng vào cuộc giải cứu nông dân nhân hiện nay thì giá cả và mặt hàng đến tay người tiêu dùng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Điều trông chờ còn lại là sự chung tay góp sức của người tiêu dùng. Và quan trọng hơn là sau những mùa vụ được giải cứu tạm thời như thế, là mong mỏi về một hướng đi lâu dài tìm đầu ra cho nông sản.